Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là buổi chiều ngày 17 tháng 12 năm 2021. Hôm nay rất hân hạnh được gặp cô bác anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Bây giờ là 14 giờ chiều. Em xin được chia sẻ cũng như là cập nhật tình hình hiện tại ở con đường Nguyễn Công Trứ và khu vực quảng trường Bixi, gửi đến cô bác anh chị và các bạn trên con đường Nguyễn Công Trứ em chạy về ngã năm đại học. Bây giờ thì nắng rất là yếu luôn. Và nhiệt độ ở bên ngoài hiện tại bây giờ là 23 độ C. Gần đây thì cũng có một số quán lẩu nướng. Vào ban đêm thì có thể nói con đường này rất đông các du khách tới đây để nhậu nhẹt. Và đặc biệt là dịp cuối tuần thì thường đông hơn mọi ngày một chút xíu. Khi mà du lịch phát triển thì bên cạnh đó các quán ăn quán nhậu mọc ra ở khắp nơi nhằm để phục vụ cho khách du lịch. Còn ở đây là quán cà phê Milano, một trong những quán cà phê có thể nói là chi nhánh cũng nhiều ở trong thành phố Đà Lạt. Vị trí này thì có một cái con đường quẹo, chúng ta sẽ đi lên khu vực chùa Linh Giác thuộc phường 8 của thành phố Đà Lạt và con đường Trần Khánh Dư. Và con đường này thì nếu mà chúng ta đi thì sẽ đi vào thông qua con đường Phù Động Thiên Vương được. Có một anh thì làm nghề mài dao mài kéo bằng motor quý vị. Anh chở một cái motor đi vòng vòng và rao lên. Có ai mài dao mài kéo hay không? Tình hình dịch bệnh trong mấy ngày hôm nay, trong tuần này thì cũng đang căng thẳng. Và sáng ngày hôm nay thì Lâm Đồng ghi nhận 202 ca mới và thêm một ca tử vong. Riêng đối với Đà Lạt, sáng hôm nay thì 18 ca và tổng toàn tỉnh Lâm Đồng đến nay thì 6.402 ca. Trong đó điều trị cách ly là 2.500 ca, ra viện là 3.859 ca. Hiện nay con số tử vong ở toàn tỉnh Lâm Đồng thì lên đến 17 ca. Khi mà gần đến cuối năm như vậy thì tình hình dịch bệnh bùng phát rất là mạnh. Quý vị và các bạn khi mà đi ra đường như vậy thì phải hết sức cẩn thận. Cuối năm thì bà con mình bận rộn với rất nhiều công việc. Ai ai thì cũng đều bận rộn để mà lo cuối năm có một cái Tết sum túc đoàn tụ với gia đình. Bây giờ thì em sẽ quẹo vào con hẻm 21 để đi về con đường Bùi Thị Xuân. Và khu vực này trước đó thì cũng đã bị căng dây như đã chia sẻ đến quý vị và các bạn trước đó. Và có một số điểm bây giờ hiện tại người ta đang cách ly tại nhà. Ở Đà Lạt thì có các phường như là phường 2, phường 6, phường 7 thì người ta đã có các cái biện pháp đó là điều trị cho các bệnh nhân F0 ở nhà đó quý vị và các bạn, nhằm để mà giảm áp lực cho các cơ sở y tế. Con hẻm này có thể nói là rất là nhiều các cái phòng trọ sinh viên lắm luôn á, san sát nhau á. Khi mà nhiều phòng trọ sinh viên như vậy thì bên cạnh đó có nhiều món ăn uống dành cho các bạn sinh viên, như là món xoài nè, rồi món sắp sắp, rồi bánh tráng trộn. Khi mà nhắc đến món xoài thì em cảm thấy là rất thèm luôn á. Khi mà cái thời đi học á thì rất là thèm các cái món này. Và phía trước đây là con đường Bùi Thị Xuân. Bên tay phải thì em sẽ đi về con đường về trường Bùi Thị Xuân và chùa Linh Sơn. Còn bên tay trái thì em sẽ về ngã năm đại học.
ở đây có một cái xe bánh tráng trộn nhìn hấp dẫn quá luôn á, với đầy đủ các loại bánh tráng trộn luôn và đầy đủ màu sắc khác nhau, khiến bất cứ ai thì cũng muốn mua một bịch để mà dùng thử. Còn ở địa điểm này thì có các khu vực trò chơi điện tử cùng với các cái câu lạc bộ pizza. Trước đây thôi quý vị và các bạn, ngày nay thì lượng sinh viên cũng không có nhiều á, thì người ta cũng chuyển sang các cái ngành nghề khác cho phù hợp. Bây giờ thì em sẽ ra lại con đường Nguyễn Công Trứ, sau đó sẽ đi về ngã năm đại học. Không biết quý vị và các bạn có cái kỷ niệm nào ở trên khu vực này không? Đối với tuổi thơ học trò thì chắc chắn ai cũng có rất là nhiều các cái kỷ niệm. Vào những buổi chiều tan trường thì đâu đó những bạn học sinh thường hay la cà, chơi đùa, nô đùa với nhau trên con đường này. Còn đây là con đường Đinh Tiên Hoàng hướng ra bộ hồ Xuân Hương. Bên cạnh đó thì cũng còn một số hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa dịch này. Có một cô đi thu mua phế liệu quý vị, và cứ đi các cái công trình cũng như là các cái ngõ hẻm, ngõ ngách, ai bán gì thì mua. Hiện tại những chiếc xe ngựa này thì bây giờ đã được hoạt động trở lại rồi. Em đang đứng ở quảng trường Bixi này quý vị và các bạn. Và bây giờ em sẽ đi vào bên trong cập nhật tình hình ở đây một chút xíu. Có cô này cô bán mắt kính rồi các cái đồ như là móc treo chìa khóa rồi bóp ví da. Đeo một cái bảng như vậy thì có thể là mình linh động đi các cái địa điểm mà có nhiều khách du lịch đó quý vị và các bạn. Bên cạnh đó thì có những cặp đôi đang đi dạo ngoài bộ hồ Xuân Hương thật là lãng mạn, khoác lên mình những chiếc áo phao ấm áp khi mà thời tiết Đà Lạt bắt đầu chuyển sang mùa đông. Đà Lạt mà vào mùa đông thì còn gì tuyệt vời hơn nếu chúng ta thưởng thức những ly sữa đậu nành nóng ngồi quay quần bên một cái bếp than hồng bên cạnh hồ Xuân Hương thì điều đó rất là tuyệt vời rồi. Và em để ý là họ hay bán những cánh sữa đậu nành như vậy lắm á nghe, tại quảng trường Lâm Viên này. Khi mà có các anh trật tự tới thì có thể là gánh đi bất cứ lúc nào. Và sữa đậu nành thì có thể là họ bán mang về, cũng có thể là ngồi uống tại chỗ. Nhưng mà uống tại chỗ thì em nghĩ thú vị hơn á. Ngoài ra thì còn có khoai lang nướng, rồi bánh tráng hành, bắp nướng, vân vân. Bắp nướng thì thường là bán vào buổi tối quý vị và các bạn. Có những đội leo lên khu vực bông hoa hướng dương để mà thay thế sửa chữa những cái miếng kiến ở đây. Đây là một bông hoa hướng dương biểu tượng của Đà Lạt đó quý vị và các bạn. Khi mà đứng ở vị trí xa thì chúng ta nhìn thấy bông hoa hướng dương cũng rất là đẹp luôn á. Bên này thì có bông hoa Artiso. Và bên trong bông hoa Artiso thì người ta mở một cái quán cà phê bên trong. Ở đây thì có những bông hoa khoe sắc rực rỡ bên hồ Xuân Hương. Những cơn gió lùa vào se se lạnh. Một số cái cây liễu thì đung đưa trong gió. Đặc biệt thì khi bước vào đây quý vị và các bạn có một cái cảm giác rất là thoải mái. Và đâu đó thì còn nghe mùi hương hoa theo cơn gió từ bên kia thổi vào. Bên xa xa tút bên kia đó là khu vực trường
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Sau năm 1975 thì đó là ngôi trường Hùng Vương, rất là nổi tiếng một thời. Ngôi trường này thì nó cũng nổi tiếng cùng thời với ngôi trường Nữ Tu á. Nhưng mà ngôi trường này thì do người Pháp quản lý, quý vị và các bạn. Ở đây thì có những cái cây mai anh đào đang thay lá ở bên bờ hồ Xuân Hương. Thì năm nào thì em cũng thấy là nó nở hoa rất là đẹp, quý vị và các bạn. Chạy qua cái bùng bên nước thì em thấy là họ trang trí ông già Noel ở đây nè. Những ông già Noel ngồi ở trên những chú chim lạc. Ban đêm thì họ sẽ thắp những cái ánh đèn chiếu lên cái vòi phun nước ở giữa, có nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng. Nơi đây thì cũng là nơi chụp hình cho các bạn đến đây để mà du lịch. Và bây giờ thì em sẽ đi lên cầu thang mộng đẹp, quý vị ha. Góc phố thân quen này thì bây giờ có phần đổi mới hơn, nhà cửa nhiều hơn và nhiều màu sắc, có phần hiện đại và đẹp hơn trước rất là nhiều. Em vẫn thích cái nét gì đó ngày xưa hơn, quý vị, bởi vì nó mang rất nhiều kỷ niệm. Và em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, luôn luôn bình an. Em xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất là nhiều đã cùng đồng hành với em, đi du lịch với em qua màn ảnh nhỏ. Và xin được hẹn quý vị và các bạn ở clip sau trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.